Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục điểm tin 24 giờ của chúng tôi. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Và ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Xuân giao tin nhắn vợ Vân Quang Long khẳng định chưa có chồng, tìm người mang lại hạnh phúc trước khi cố nghệ sĩ qua đời. Những dòng bình luận của vợ Vân Quang Long trên mạng xã hội trước khi chồng qua đời đang được netizen chia sẻ rầm rộ chiều ngày 4 tháng 1, netizen không ngừng xôn xao trước loạt tin nhắn chụp lại những dòng bình luận của Linh Lan, vợ Vân Quang Long trên mạng xã hội. Theo đó, đây là những lời chia sẻ của vợ cố nghệ sĩ Vân Quang Long trước khi chồng qua đời. Cụ thể, khi trả lời bình luận của một số tài khoản trên thế thấp vào ngày 26 tháng 10 và ngày 21 tháng 11, Linh Lan đều khẳng định mình chưa có chồng và đang đi kiếm người đem lại hạnh phúc, sự an toàn. Điều này khiến netizen cảm thấy khó hiểu vì trên thực tế, Thời điểm đó cô và Vân Quang Long đã kết hôn, có với nhau một bé gái. Tuy nhiên, một vài người lại tỏ ý kiến bên vực cho rằng đây chỉ là những câu nói bông đùa của Linh Lan với bạn bè trên mạng xã hội, chứ không có ngủ ý gì. Tìm lại tài khoản thiếu thấp, ngay bài đăng và loạt bình luận này đã bị xóa. Ngay sau đó, chúng tôi đã liên hệ với Linh Lan để tìm hiểu thực hư câu chuyện này. Cô cho biết chúng tôi có là vợ chồng hay không thì chỉ chúng tôi biết là được. Anh Long là người kinh tiếng trong chuyện đời tư nên chúng tôi không muốn quá râm rộ. Nhưng clip trên TikTok là tôi quay để giải trí trong lúc rảnh rỗi chứ mọi người đừng nghĩ xa quá. Vì ở Việt Nam đôi khi tôi cũng đi quay quảng cáo nên có tài khoản mạng xã hội để quay clip vui vui đăng lên như thế. Bố mẹ ruột nói rõ quan hệ với vợ Vân Quang Long, cô Linh Lan tôi cấm không cho vào nhà nên không thể coi như con được ca sĩ vân quang long qua đời để lại muôn vàng tiếc thương trong lòng gia đình bạn bè và người hâm mộ khi sinh thời vân quang long từng trải qua một lần tan vỡ hôn nhân vợ cũ của anh là ái vân một nha sĩ nổi tiếng cả hai đã có với nhau hai người con là bé trác kỳ và trác hy vợ hiện tại của vân quang long là linh lan bé helen chưa đầy 2 tuổi chính là con của vân quang long và người vợ hiện tại tuy nhiên điều khiến cho dân tình xôn xao suốt những ngày qua là những câu chuyện xoay quanh mối quan hệ giữa bố mẹ ruột vân quang long và người con dâu trong một clip phỏng vấn được chia sẻ mới đây bố mẹ ruột của vân quang long đã lên tiếng nói rõ về quan hệ giữa gia đình với ái vân và linh lan theo đó mẹ vân quang long cho biết trong quá trình vợ chồng giận hờn ái vân cũng có quen với một người nhưng hiện tại nó đã thôi lâu rồi coi như không có chồng tuy nhiên ái vân vẫn cư xử với ba mẹ chồng như bình thường nên tụi cô mới coi nó như con gái ruột ấy vân vẫn đưa hai đứa con về đây đàng hoàng tết năm ngoái nó vẫn về chụp hình chung với gia đình và gửi cho hiển còn đối với cô linh lan thì tôi cấm không cho vào nhà bởi vậy cô ấy đâu có được vào đây mà coi như con được bây giờ hiển đã ai nghĩ rồi thì chuyện đó bỏ qua còn đứa con gái nó nói là mang dòng máu của hiển thì kêu ông bà nội tôi mới nói là chuyện đó để về sau tại vì tôi đã không chịu ngay từ đầu rồi cô ấy đâu phải là vợ hợp pháp chính thức gì đâu bởi tôi đâu có đứng ra cưới hỏi gì. Cô ấy đâu có ở đây ngày nào đâu, bởi vì tôi đâu có cho. Vì Long mất nên người ta mới xé ra câu chuyện này, chứ thực tế cả xóm này không ai biết Long có thêm vợ nữa. Ngày trước tôi có nói với Long là ba mẹ không chấp nhận việc đó, ba mẹ chỉ chấp nhận một vợ một chồng mà thôi. Mẹ và Quang Long chia sẻ thêm, bên cạnh đó bố và Quang Long cũng khẳng định, theo pháp lý và thực tế thì Linh Lan không liên quan gì đến gia đình tôi, chỉ có cái danh mà thôi, Ái Vân thì thương và lo cho chúng tôi. Nó còn nói sau này nó lo cho chúng tôi lên Sài Gòn sinh sống cùng. Về chuyện nhiều người nói bà nhà tôi không thấy khóc khi con qua đời là bậy bạ. Khi khách đến thăm chia buồn về hết, bà ấy lại vào nhà, vào trong buồn mà khóc. Cái khóc này là khóc trong tim, chết trong lòng. Có người nói con chết sao không trở về làm đám ma, tuy nhiên trong lúc này dịch bệnh rất phức tạp, con lại qua đời tại Mỹ, ở bên đó cậu mợ ruột và bạn bè nghệ sĩ cũng đã tổ chức tang lễ cho con. Ở Việt Nam, bố mẹ cùng với người thân đã làm lễ tại chùa Giác Ngộ, sau này hài cốt đem về mới chôn ở quê nhà. Hoa hậu Phương Lê tuyên bố trả phí luật sư giúp vợ hai của Vân Quang Long lấy lại công bằng từ cha mẹ chồng. Giữa lúc tang lễ của Vân Quang Long đang diễn ra tại Mỹ thì ở Việt Nam một đoạn video ghi lại cuộc phỏng vấn cha mẹ ruột của cố ca sĩ được lan truyền trên mạng xã hội. Song, điều khiến cư dân mạng chú ý hơn cả là việc gia đình anh khẳng định rằng không chấp nhận Linh Lan, vợ hai của con trai là con dâu, cũng như không công nhận bé Helen là cháu nội. Cha mẹ Vân Quang Long khẳng định chỉ xem Ái Vân, vợ cũ của cố ca sĩ là con dâu chính thức, còn với Linh Lan, gia đình không cưới hỏi nên không công nhận cô là con dâu hợp pháp. Cô Linh Lan này cô chú không ai đứng ra cưới hỏi nên không phải còn dâu hợp pháp. Cũng vì thằng Long chết nên người ta mới xé chuyện ra, chứ ở đây chẳng ai biết nó có vợ mới. Hai bác từ đầu đã nói là không chấp nhận, hai bác chỉ chịu một vợ một chồng. Cha mẹ của Vân Quang Long cho biết, sau khi đoạn video được chia sẻ, một người quen của Linh Lan đã lên tiếng tố cáo cha mẹ ruột của Vân Quang Long là lật mặt. Theo người này chia sẻ, Cha của nam ca sĩ từng xuất hiện trong đám hỏi của con trai và vợ hai, cũng như đứng ra phát biểu trước tiệc thôi nôi của bé Helen, con gái Vân Quang Long và Linh Lan. Điều này chứng tỏ Linh Lan đã được gia đình biết đến và được làm đủ các thủ tục hôn nhân đúng theo pháp luật, chứ không phải chỉ là mối quan hệ ngoài luồng. Không những như vậy, người này còn cho rằng cha mẹ Vân Quang Long muốn dành tài sản cho con dâu cũ mới có hành động như vậy. Trước khi người quen của Linh Lan đứng ra tố cáo cha mẹ Vân Quang Long lật mặt, Hoa hậu Phương Lê cũng đã đứng ra bên vực vợ hai của cố ca sĩ. Lên tiếng chỉ trích cha mẹ Vân Quang Long không có tình người. Khi từ bỏ con dâu, cháu nội, mặc dù mang tiếng là nhà giáo ưu tú. Sau đó khi nghe những lời chia sẻ từ phía người quen của Linh Lan, Hoa hậu Phương Lê tuyên bố trả phí luật sư, giúp cho vợ Vân Quang Long đòi lại công bằng nếu cần có sự giúp đỡ. Hoa hậu Phương Lê chia sẻ, Hai em Linh Lan nếu cần giúp luật sư đòi lại công bằng cho con gái để nuôi con, Lo cho con ăn học, chị sẽ giúp em trả phí luật sư, giúp cho bé Helen, mọi người sẽ thông tin đến em ấy giúp cho mình nhé. Hoa hậu Phương Lê sẵn sàng chi trả tiền luật sư, giúp cho vợ con Vân Quang Long, vì không thể làm ngơ khi thấy cảnh bất bình. Dù biết rằng việc này chẳng liên quan gì đến mình, nữ doanh nhân khẳng định không nói suông mà sẽ giúp đến cùng nếu như Linh Lan cần. Nói cho các bạn biết đúng là không phải chuyện của tôi, nhưng khi thấy bất bình tôi không thể làm ngơ được. Đã vậy còn thấy một người mẹ trẻ con thơ bị chà đạp sát muối vào tim từ hai người có ăn có học, được gọi là thầy giáo thì không thể nào làm ngơ được. Phương Lê bức xúc cho biết. Lặng người nhìn căn phòng Vân Quang Long ở trước khi qua đời tại Mỹ, tối ngày 29 tháng 12, sự ra đi đột ngột của ca sĩ Vân Quang Long, cụ thành viên nhóm nhạc 1088 tại Mỹ, khiến cho khán giả và đồng nghiệp bạn bè không khỏi xót xa. Được biết, thi hài của cố nghệ sĩ sẽ được hỏa táng tại Mỹ, sau đó được chuyển về Việt Nam để an vị. Để chuẩn bị cho tang lễ, mới đây ca sĩ Đức Tiến, người bạn thân thiết với Vân Quang Long, đến nhà cậu ruột của cố nghệ sĩ để thu dọn đồ đạc. Theo lời chia sẻ của Đức Tiến, trước khi mất, Vân Quang Long đã sang nhà cậu ruột để thăm và dự định cùng nhau đón năm mới. Anh mất tại nhà cậu ruột ở tiểu bang Missouri. Sắp xếp, xếp đồ đạc trong phòng của Vân Quang Long ở, người bạn thân lặng lẽ thu dọn những bộ quần áo, chiếc nón, giày dép của người nhà quá cố, chuẩn bị mang đến nhà quàng làm lễ khâm niệm. Cũng theo những hình ảnh được chia sẻ, căn phòng Vân Quang Long ở trước khi ra đi có diện tích rất nhỏ, đồ đạc chỉ có một chiếc giường vừa đủ nằm cùng với một chiếc bàn nhỏ. Có vẻ như căn phòng này được người thân của anh tận dụng làm nơi ở tạm cho cố nghệ sĩ. Nhìn hình ảnh túi đồ còn sót lại trong căn phòng chật hẹp, lạnh lẽo khiến cho nhiều khán giả không khỏi sốt xa. Sáng ngày 31 tháng 12, đại diện gia đình của ca sĩ Vân Quang Long đã công bố cáo phó cũng như thông tin về lễ tang của anh đến với bạn bè, đồng nghiệp cũng như với người hâm mộ. Theo cáo phó, chương trình lễ tang và tưởng niệm tại Việt Nam sẽ diễn ra tại chùa Giác Ngộ quận 10 thành phố Hồ Chí Minh, lễ cầu siêu và thọ tang lúc 9 giờ 30 phút đến 10 giờ 40 phút ngày 1 tháng 1 năm 2021, lễ viếng sẽ diễn ra vào lúc 10 giờ 45 phút đến 15 giờ cùng ngày. Khán giả và người hâm mộ có thể theo dõi lễ tang của Vân Quang Long thông qua livestream Facebook của nam ca sĩ Ưng Hoàng Phúc. Chương trình tang lễ tại Hoa Kỳ sẽ được thông thông báo sau khi hoàn thành các thủ tục tại hoa kỳ